nè chị, để gì em cho chị Hân Út, nhưng mà cũng là như là thay như mẹ Út, thấy không? Thôi thì bây giờ cố gắng hai đứa là sống hạnh phúc, phải không? Gia đình bên phía mà nhà Út chỉ có mong ước cuối cùng là Út là nhỏ nhất, nhưng mà mẹ thì mất sớm, cho nên thôi cuối cùng là chị gửi gắm hết con Út lại cho em, đúng không? Ừ, thôi cố gắng hai vợ chồng cố gắng sống hạnh phúc, nhường nhịn với nhau ha. Cháu của dì Út xin chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, hãy thật nhiều sức khỏe và luôn nở nụ cười trên môi. Chúc cô nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bạn và có một người chồng thật tốt, có một người chồng thật là mạnh mẽ, yêu thương của Út, biết quan tâm của Út. Út trăm năm hạnh phúc, đúng không? Dạ thôi. Mừng Lâm với bạn Hải là sớm sinh quý tử. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc. Cũng có chị Hết thôi, chúc Lâm với lại Hải là trăm năm hạnh phúc nè, sớm sinh em bé. Mọi việc đều luôn thuận lợi suôn sẻ. Đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh con gái, để nhiều nhiều lên càng tốt. Em là đứa em gái chị thương, hai đứa hạnh phúc nha. Có gì đẻ một lần thôi, sinh đôi hai đứa trai đứa gái vậy là được rồi, ok vậy nhé.